thua trời một vạn không bằng kém bạn một phân. Đấy là kém bạn bè thôi còn thấy nó tủi. Đây lại còn thua anh em nhà mình, là còn bị bố mẹ nhắc nhở rêu rao thì nhục lắm. Người ta bảo trẻ kệ cha, già kệ con. Lúc trẻ suốt ngày khoe là bố tao. Mày có biết bố tao là ai không mà? Thế thì lúc già rồi thì mày có biết con tao là ai không? Thế thôi thì không được ăn thịt ăn xôi, cũng được lời nói cho tôi bằng lòng. Thôi thì cũng mát dạ mát gan trước mặt ông anh bà chị, ông bà cũng nhắc đến công của mình. Chúng ta sẽ được rất là nhiều. Những ngón dài bao giờ cũng che chở những ngón ngắn hơn bên trong đúng không? Khi mà chúng ta nắm lên và nắm tay thì tạo ra sức mạnh. Thế còn cái xòe ra này mà mạnh cái ngón nào anh ấy còn xỉa được ai? Chưa xỉa nó đã quặp và gãy rồi. Nhưng nắm tay lại thì sẽ tạo một sức mạnh rất là lớn. Xin được chào mừng các khán giả của chuyên mục Chuyện Người Có Tuổi trên fanpage Bài Học Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi thì tôi nghĩ là nó sẽ là một cái câu chuyện mà có lẽ là cũng rất nhiều gia đình gặp phải, nhưng đôi khi bởi vì cái cách cư xử của chúng ta chưa thực sự được khéo léo và tinh tế mà nhiều lúc lại gây ra những cái tình huống không vui trong gia đình. Đó là điều mà không ai mong muốn cả. Tuy nhiên thì nếu chúng ta có gặp phải, chúng ta sẽ tìm cách để tháo gỡ. Và ngày hôm nay thì người sẽ giúp chúng ta chia sẻ và tìm được cái cách tháo gỡ phù hợp nhất. Xin được giới thiệu chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Hà My. Xin chào tất cả các bác, anh, các chị đang đồng hành với kênh Huy Trang Bài Học Cuộc Sống. Dạ. Và với cái cách mở đầu của Hà My như thế thì không biết rằng là câu chuyện của chúng ta hôm nay nó đi về đâu. Dạ. Thưa chú và thưa các quý vị khán giả, đó là thật ra cháu nghĩ là trong gia đình mà những người cha người mẹ thì luôn mong muốn là con mình lớn lên sẽ thành đạt, có một cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng mà tất nhiên là không phải ai cũng có được cái may mắn đó. Cháu nghĩ là có những người thật sự là thành công và có cuộc sống không phải lo nghĩ gì thì cũng sẽ có những người cuộc sống sẽ khó khăn nhiều hơn. Tuy nhiên là đặt trong hoàn cảnh là những người anh em trong cùng một gia đình mà có những người có cái cuộc sống tốt hơn và có những người có cuộc sống còn vất vả hơn thì nó cũng sẽ có những cái sự chênh lệch và nó gây ra nhiều những cái vấn đề trong gia đình, phải không ạ? Các cụ ngày xưa thì nói một cái câu mà tôi thấy nó rất hình ảnh mà cho nó rất là đúng luôn, đó là 10 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Thế cho nên trong gia đình mà có 2 đứa con, 3 đứa con, 4 đứa con, chắc chắn thế nào cũng có đứa may mắn hơn, giỏi giang hơn, khá giả hơn. Cũng có đứa chịu thương chịu khó, nhưng mà vì do đầu óc nó cũng chỉ có thế, rồi nó lại gặp và cái chuyện cũng không may, rồi làm ăn nó cũng cứ thua lỗ, thành ra nó cứ khó khăn hơn cái đứa kia. Thế cho nên là trong gia đình ấy cứ có người khá giả, người nghèo hơn, người thì có địa vị xã hội cao hơn, người thì cũng chỉ là lao động bình thường, rồi người thì nhanh nhẹn thông minh làm ông nọ bà kia ngoài đời, nhưng cũng có đứa con thì chỉ theo chân bố. Thì cái chuyện đấy là cái chuyện dễ gặp lắm. Dạ. Thế nhưng mà về nguyên tắc thì người ta vẫn nói là con nào cũng là con. Cho nên là phải yêu thương như nhau. Dạ. Nhưng mà trong thực tế cuộc sống thì không phải lúc nào cũng thế đâu ạ. Bố mẹ rất nhiều trường hợp là ứng xử thiên lệch. Quý bên này hơn, quý bên kia hơn, trọng thằng kia hơn, trọng thằng này hơn. Nghe lời bên kia, dìm hàng bên này, vân vân, vô tình thôi. Nhưng mà rồi gây ra những cái hệ lụy mà rất là đáng tiếc. Mà ở ngoài thì người ngoài mà không ưa nhau thì không chơi nữa là xong. Nhưng mà anh em ruột trong nhà cùng một bố mẹ sinh ra mà có mâu thuẫn, mà hục hạc, mà trục trặc, ngày Tết không nhìn mặt, mà rồi có lời ra lời vào, thì đấy là một cái sự bất hạnh của một gia đình. Đáng buồn đúng không ạ? Cháu nghĩ là thật ra cũng không chỉ riêng cái câu chuyện là con giàu hay là con nghèo đâu, mà trong nhiều gia đình thực sự là có xảy ra tình trạng là thiên vị và đối xử bất công với giữa các con. Đôi khi là về chuyện con trai con gái là đã có sự bất công rồi. Đúng rồi. Dạ. Cái mà dễ nhìn thấy chính là quý con trai hơn con gái. Dạ. Tôi bảo là đôi khi phụ nữ khổ cái thế này, nếu mình có cậu em trai thì bố mẹ hay nói một câu: con là chị, con phải nhường em. Thế nhưng nếu như mà mình có ông anh trai, mình là gái, tuy là em thì nó là con trai, nó là anh, mày là con gái, mày phải nhường nó chứ. Thế là dù làm em hay làm chị thì là thân phận phụ nữ cũng đều thiệt thòi. Dạ. Mà cái người mà
mà đối xử không công bằng ấy lại chính là từ bố từ mẹ ra, thành ra buồn nó bắt đầu từ đó. Thứ hai mà dễ phân biệt đối xử nữa đó chính là con cả con út, phân biệt trai gái này, cái gì cũng của thằng cả. Mai kia chúng mày lớn rồi chúng mày đi, chúng mày lấy vợ lấy chồng, chúng mày ấy, chứ chúng tao ở đây thì là ở với vợ chồng thằng cả, cho nên là có cái gì gom góp cũng thằng cả. Rồi bởi vì thằng cả nó lấy vợ, nó sinh con, nó thành cháu đích tôn cho ông bà, mà nối dõi tông đường, nó còn duy trì bàn thờ tổ tiên, thành ra đôi khi cả cũng lại được thương hơn. Nhưng cũng có gia đình thì lại cứ cái gì cũng bù trì cho con út, khổ. Anh em thì đã khá rồi, mỗi mình cái thằng út này nó mãi về sau là nó sinh, bây giờ thì bố mẹ thì đã già, cho nên cái gì cũng 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 gọi là giàu con út, khó con út, cái gì cũng cho con út, cũng làm cho một cái sự thiên lệch. Rồi cái sự thiên lệch nữa đó chính là con giàu con nghèo. Về mặt nguyên tắc thì người ta cũng 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 nói một câu là bố mẹ thì thường thường hay thương những đứa nghèo hơn, đôi khi lại còn lấy của thằng giàu bù trì sang cho con nghèo hơn. Hay là nói vui ở ngoài đời vẫn là lấy thằng miền xuôi nuôi thằng miền ngược để thể hiện tấm lòng bố mẹ. Đã có những anh con trai phát hiện ra là lần nào mình về mình cũng biếu bố mẹ tiền, nhưng bố mẹ vẫn ăn uống rất kham khổ, chẳng mua sắm bất cứ điều gì. Hóa ra là ông bà cứ gom tiền lại xong rồi đấy dúi cho thằng thằng em Chú dạ. chú út. Bây giờ nó khó, hai vợ chồng nó, vợ nó thì giáo viên cấp 1, chồng thì lại vừa yếu sức khỏe, giờ con lại đông, thành ra ông bà bù trì. Nhưng mà cứ nhận tất cả những sự hỗ trợ của các cái con khá giả cho thằng con khó khăn hơn, thì đấy là tấm lòng bố mẹ. Nếu giả sử như các con khá giả có phát hiện ra cũng không trách lắm đâu, bởi vì có một cái câu mà gọi là cha mẹ hay bù trì cho con cái mà, hơn trời chiết thiệt trời bù, đấy là trời mà còn như thế, huống chi như bố mẹ. Bố mẹ là một ông trời rất là đặc biệt, cho nên là nếu thiệt thòi thì sẽ được bố mẹ bù cho. Nhưng tiếc thay thì lại cũng có những bậc phụ huynh, ông bố bà mẹ, trời ơi đứa nào mà nó khá giả, nó ở thành phố, thỉnh thoảng nó về nó biếu đôi ba bốn năm triệu, hoặc là nó đợt vừa rồi về nó sửa sang lại mộ tổ đấy, nó cải tạo lại cái nhà, nó lắp cho cái bình nóng lạnh, nó lắp cho cái điều hòa ấy. Suốt ngày đi khắp làng chỉ khoe cái thằng đó thôi, mà thôi thì khoe thế cũng được, tự hào vì con cái thành đạt rồi, nó trông gọi là hỗ trợ bố mẹ. Nhưng cái khoe ấy mà trước mặt nhà còn cô em gái lấy chồng trong làng nghèo khó, lại còn một thằng em đi bộ đội xuất ngũ rồi về giờ anh chỉ làm lò gạch, nó còn đang khó khăn kia, thế mà bố mẹ cứ bò ra mà kể về đấy. Cả như là hai đứa này thì bố mẹ cũng chết, may nhờ được thằng cả nó khá giả đấy, đợt rồi nó về nó cứ đè ra, nó dỡ ra, nó nhà nó xây lại, nó cải tạo với được chỗ nọ chỗ kia, thế là gì ạ, những đám đứa con kia chạnh lòng. Thua trời một vạn không bằng kém bạn một phân, đấy là kém bạn bè thôi còn thấy nó tủi, đây là còn thua anh em nhà mình, là còn bị bố mẹ nhắc nhở rêu rao thì nó nhục lắm. Thành ra ngay trong gia đình thôi mà nhiều thứ mà bố mẹ có cái sự phân biệt đối xử là con cái khổ lắm. Dạ vâng, như vậy thì cháu nghĩ là từ cái sự phân biệt đối xử của cha mẹ đấy thôi, chắc chắn là giữa những người con trong gia đình cũng sẽ không thể có được cái mối quan hệ hài hòa như mong muốn đúng không ạ? Nó cũng sẽ xảy ra những cái câu chuyện đáng buồn. Việc đầu tiên là xa lánh nhau, nghĩ rằng thôi mang cái giàu mang về thì mang cái mổ gà mổ lợn, mang cái thết đãi mọi người, mình nghèo sang đấy làm gì, chả có cái gì đóng góp, chả có cái gì biếu bố mẹ, chả có gì cho bác, nhưng không sang, lấy lý do nọ lý do kia. Đã có những ông anh ở thành phố về chiều 2-3 tháng chạp là ông công ông táo lên trời mua hẳn một con lợn, mời người đến là thịt lợn, gọi tất cả rất nhiều, nhưng mà có thằng em ruột cáo ốm cho vợ sang thôi, nói là nhà em này mệt không sang được. Thật ra thì không thể chứng kiến cái cảnh mà mình thì đang khó khăn mà bác ấy thì huênh hoang rồi chém gió phần phật trước mặt mọi người, rồi ai cũng trầm trồ công nhận là chú giỏi thật đấy, thì đấy chút ganh tị mà, thành ra buồn buồn thì rút lui không hòa nhập. Chưa kể sau này khi mà bố mẹ ốm đau thì thường thường những cái đứa con mà bị phân biệt đối xử nó sẽ né ra một bên. Thôi bố mẹ gọi anh chị cả về,
cái gì cũng anh chị cả, anh chị cả thì giờ gọi về cho nó anh chị chăm. Mà đôi khi đã có những cô con dâu hoặc những cô con gái đã tự chia sẻ thế này: mình thì ở với ông bà, hàng ngày thì hầu hạ cơm nước, ốm đau thì giặt cho từ cả cái quần cho đến mua cho viên thuốc, chẳng bao giờ được ông bà kể công lấy một câu, chưa bao giờ nói một lời cảm ơn. Nhưng mà vợ chồng anh nhanh khá giả ấy, lâu lâu nó đánh xe về, nó cho mấy triệu, sướng lắm. Mà mình thì có công, mình chăm hàng ngày, mấy ông bà chỉ cậy cho được vài triệu bạc. Nhưng mà có chăm được một ngày nào đó, đi viện cả tháng hay nửa tháng cũng con này trông. Đã có những cô dâu mà khó khăn hơn là ngồi ấn ấn nước mắt ra, xong rồi chia sẻ với mọi người là cái chuyện như thế. Thế thực ra cái này nó là sự tế nhị của các bậc phụ huynh. Mình cũng đến sống đến cái tuổi này, nghĩ trước nghĩ sau một chút, đến đối xử với người ở bên ngoài mình còn phải cân nhắc, mình còn phải lựa mà sống, huống chi như con cái của mình. Mình là người lớn tuổi, mẹ tự tạo ra những cái mâu thuẫn, cái hiềm khích giữa các anh em với nhau thì nó không đáng. Thôi đôi lúc nó cũng nhãng quên đi, nhưng về mặt chủ trương ở trong đầu chúng ta là con nào cũng là con, đều do mình đẻ ra. Giàu nghèo thì chúng nó có phúc có phần. Thôi thì may mắn mà chúng nó khá giả thì tốt, nhưng mà bản thân mình thì cũng đừng có coi thường cái đứa nó khó khăn. Đấy thì đấy mới gọi là cha mẹ mẫu mực mà. Thưa chú, là thật ra nhiều lúc thì cháu cũng nghĩ nó hơi gọi là bênh vực cho những người làm cha làm mẹ một chút, là thật ra cái lời mà trách cứ là con mình thua kém hay là con mình không được được như người ta thì cũng là trong lòng thì cũng chỉ nghĩ là mong con mình có thể tốt lên thôi, nhưng mà không nghĩ đến việc là thật ra những cái lời như thế lại vô tình là đang so sánh con mình với chính anh chị em trong gia đình, rồi là từ đó lại là bản thân mình cảm thấy mình nhiều cái thiệt thòi và chạnh lòng trong lòng mình, phải không ạ? Thì cũng từ đó để suy ra có một cái lời nhắn gửi tới những bậc làm cha làm mẹ. Thôi thì cũng đã có tuổi rồi nhưng mà cũng vẫn cần phải chú ý trong cái cách đối xử với các con, không chỉ là giữa con giàu con nghèo mà còn giữa con trai con gái hay là người anh cả với lại người em sau. Thôi thì có lúc nó quên đi thì đành chịu rồi rút kinh nghiệm, nhưng trong thâm sâu mỗi con người thì luôn luôn giữ cho mình 5 cái điều suy nghĩ thế này. Thứ nhất là mỗi người gọi là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. 10 ngón tay thì cũng có ngón dài ngón ngắn, trên chuyện đứa này hơn một tí đứa kia kém một tẹo là chuyện bình thường ở trong mỗi gia đình. Làm sao mà 10 đứa chằn chặn được, 5 đứa con đều giàu được. Đấy. Đứa này được giàu được cái này nhưng mà lại bị thiệt thòi ở cái mảng kia. Đấy, vợ chồng thằng cả thì giàu ú ụ ra hai vợ chồng hai cái ô tô như đẻ mãi chẳng được đứa con. Trong khi thằng này ở nhà thì 4 thằng cháu ăn khoai thôi nó cũng béo xúc béo xích, có điều rằng nó khó khăn kinh tế quá. Cho nên mình cũng cứ nhìn mà xem, trời không cho ai tất cả. Thế thì mình hãy động viên các con. Đứa khó thì càng cần động viên hơn. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai đó là mình kể công, ghi ơn, khoe khoang đứa này nhưng không được làm gì tổn thương đứa khác. Không có mặt cái đứa nghèo, cứ khoe với hàng xóm cho nó oai. Thôi cũng may. Đấy, đúng là trời thương ấy. Cái thằng này ngày xưa đi học là nó bình thường, nó chả học thêm học nếm gì đâu. Thế mà nó thi mà phát đỗ 3 bằng đại học, đỗ 3 trường đại học. Bây giờ là ra trường cái là mấy cơ quan nước ngoài nó vồ lấy để làm. Bây giờ lương cháu à, cứ dưới 100 triệu là nó không làm. Cứ thế đi. Thôi chả mất gì. Bởi vì người ta bảo trẻ kệ cha, già kệ con. Lúc trẻ thì suốt ngày khoe là bố tao. Mày có biết bố tao là ai không mà? Thế thì lúc già rồi thì mày có biết con tao là ai không? Thằng đang chủ tịch huyện đấy, con trai tao đấy, đúng không? Thì thôi cái đấy nó là cái tâm lý chung. Nhưng khi đã có trước mặt những cái con khác mà nó đang không được bằng ông anh nó thì càng thôi các con ạ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Anh con thì nó may mắn hơn, nó được thế nọ thế kia, nhưng mà chúng mày bố mẹ thấy cũng khá đấy chứ. Bây giờ ai đã làm được chủ lò gạch, thằng này mang tiếng là thu nhập cao nhưng mà cũng chỉ là cán bộ nhà nước, bây giờ thì cũng hơn 60 là cho nghỉ hưu. Thằng này đây này ông chủ đấy, chủ kể cả lò gạch cũng là chủ. Mình nghỉ, mệt thì mình nghỉ, mình thích thì mình làm, bằng sức lao động của mình chẳng phải luồn cúi ai. Cho nên lĩnh vực nào hay là công việc nào nó cũng có cái điểm mạnh, điểm yếu. Còn thằng kia, cái chạy Grab á mà, cứ thôi thì chả phải lo nghĩ gì, tối về là nhẩm là ngày hôm nay được 1 triệu hay 2 triệu là biết chắc là 1 triệu, 2 triệu một túi.
chẳng phải lo là vay rồi nợ rồi ngân hàng rồi đáo hạn vân vân gì Chính cả. xác. Thế thì nếu mình có cái hiểu biết, mình hãy cho con nó không có cái sự ganh tị, mà nó thấy rằng khác biệt thì là đúng rồi, nhưng khác biệt đấy chúng ta chấp nhận và chúng ta nhìn thấy cái khía cạnh tích cực ở mỗi cái. Thôi, đứa này thì đúng là nó khó khăn hơn, nhưng được cái nó ở gần, chăm sự nhờ nó đấy. Nếu không có cái cô này thì chết, ông bà là chết dở thế đấy. Anh chị suốt ngày đi công tác ở nhà là chăm việc đến tay cô này. Trước mặt anh chị hãy tân công những cái cô em mà tuy nghèo khó nhưng mà nó ăn ở với mình hàng ngày ấy. Để thôi thì không được ăn thịt ăn xôi, cũng được lời nói cho tôi bằng lòng. Thôi thì cũng mát dạ mát gan trước mặt ông anh bà chị, ông bà cũng nhắc đến công của mình. Chúng ta sẽ được rất là nhiều. Được một sự động viên từ con nó biết ơn bố mẹ. Rồi mai này ăn Tết xong cái đám con này nó đi hết rồi mà. Còn lại thì cái đứa mà nghèo nghèo khó khó nó ở với mình đấy. Thì mình phải nhớ rằng là nó mới là cái đứa mà nấu cho mình bát cháo, đứa là một đứa úp cho mình gói mì tôm để mình ăn lúc mà mình gần, đúng không? Thế và đặc biệt thế này, ở ngoài xã hội người ta còn hay kêu gọi từ thiện đấy, người nào khá giả hơn chia sẻ hay san sẻ với những người người nghèo. Thế thì trong gia đình thì bố mẹ cũng có định hướng một tí, đừng có ra chỉ đạo. Thôi có bây giờ có mỗi thằng út ở với bố mẹ nhưng mà đợt vừa rồi vất vả quá cơ. Thôi thế thì đấy, có hai ông anh khá giả đấy, xem nó sao hỗ trợ chỗ em một tí. Bây giờ nó chỉ ao ước nó mua cái ô tô để nó chở gạch thuê chứ mà thế. Biết đâu lại mình lại kêu gọi vốn của hai ba ông anh được mà hỗ trợ được cho em, thì đấy cũng là cái tốt, chính là cái sự đùm bọc của anh em với nhau. Thì chúng ta cứ thử nắm tay vào mà xem, những ngón dài bao giờ cũng che chở những ngón ngắn hơn bên trong, đúng không? Khi mà chúng ta nắm lên và nắm tay thì tạo ra sức mạnh. Dạ. Thế còn cái xòe ra cái này mà mạnh cái ngón nào anh ấy còn xỉa được ai, chưa xỉa nó đã quặp và gãy rồi, nhưng nắm tay lại thì sẽ tạo một sức mạnh rất là lớn. Cuối cùng vẫn là cái sự đoàn kết Chính giữa những xác. người anh em trong gia đình, đúng không ạ? Cháu nghĩ là không chỉ từ phía cha mẹ có cái sự tác động mà giữa những người anh em trong gia đình cũng phải có một cái cách cư xử nào đấy, vì thật ra cuối cùng thì chúng ta cũng vẫn là anh em ruột của nhau. Anh em thương yêu đùm bọc nhau hay không, một phần rất quan trọng đó là sự nhắc nhở dạy dỗ từ con bé. Từ con bé đã nhắc là em nó thiệt thòi đấy, khi hồi mà sinh em nó ra đúng là cái năm đói, em nó còn phải ăn thế này đói thế kia. Thế chứ còn thì mấy anh hồi là bố mẹ lúc ấy còn trẻ còn khỏe lương còn cao ví dụ như vậy. Thế thì các con phải có trách nhiệm gì với em, cái áo cái mới ngày Tết ngày nhất ấy là áo của ông anh mà còn tốt còn còn đẹp thì truyền cho ông em. Thôi thì anh thằng em suốt ngày mặc quần áo cũ của ông anh khá giả tặng em bộ đồ mới cho ăn Tết. Tức là nhắc nhở từ những cái rất là nhỏ như thế, sau này lớn lên nó thành một cái nền nếp là anh em nó chia sẻ đùm Chia bọc. sẻ. Dạ. Điều quan trọng nhất cuối cùng vẫn là gia đình. Cho nên là gia đình làm thế nào mà để mặc dù là điều kiện sống có thể khác biệt nhau nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn vẫn yêu thương nhau, đúng không ạ? Thì cái đấy cháu nghĩ là nó phải từ cái hành động của những người làm cha làm mẹ trước đã, rồi sau đó là tới những người con có cái cách ứng xử với nhau như thế nào cho nó hợp lý nhất ạ. Dạ, cháu cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn đã có những cái chia sẻ về câu chuyện này, và cũng hy vọng là thông qua chia sẻ của chuyên gia Đinh Đoàn, với những gia đình nào mà anh chị em trong nhà giữa những bậc cha mẹ với các con mà có còn một cái sự khúc mắc nào đó thì cũng có thể giải quyết được, để chúng ta cùng hướng tới là một năm trong một năm mới gia đình luôn luôn vui vẻ thuận hòa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nội dung của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.